Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của công ty trách nhiệm Takeo. Ngọc Lan sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một dòng máy vừa có thể thái được chuối này, thêm vào đó lại có thể thái được cả cỏ voi, thân cây ngô và cả lục bình nữa. Nhưng phải đáp ứng được nhu cầu là giá thành rẻ, đồng thời là phù hợp với lại các hộ gia đình chăn nuôi vừa và nhỏ. Ngọc Lan xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một dòng máy đa năng, đó chính là máy thái chuối đa năng Takeo TK1800, được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Chúng ta sẽ đợi 5 giây cho máy hoạt động ổn định, sau đó là chúng ta sẽ sử dụng máy nhé. Đầu tiên Ngọc Lan sẽ test đó chính là chuối. Chuối bởi máy Takeo TK1800 với chế độ là mở nắp cũng như là chế độ đóng nắp. Và đây chính là thành phẩm mà Ngọc Lan vừa mới thái chuối từ máy thái chuối Takeo TK1800. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thấy là khi Ngọc Lan mở nắp ra thì độ văng xa của thành phẩm của chúng ta sẽ văng rất là xa. Nên là quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm để sử dụng cho những hộ gia đình mà có thể là nuôi cá này, chúng ta có thể thái trực tiếp xuống dưới hồ cá của mình nhé. Bây giờ Ngọc Lan sẽ băm đó chính là lục bình. Nên là hoàn toàn có thể băm được với những bó lục bình bự như vậy ha. Ngọc Lan không cần phải giữ lực nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng là lục bình của chúng ta đã có thể thái được thành phẩm rồi. Quý vị thấy không, với lục bình của chúng ta thì độ văng xa rất là mạnh. Nhờ đó mà chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm được công sức dành cho quý vị và các bạn nào có nuôi cá này. Chúng ta không cần phải thái ra ở trên bờ, sau đó là sẽ sử dụng những dụng cụ để có thể mang những thành phẩm này xuống dưới ao cho cá ăn. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là năng suất của quý vị và các bạn nhé. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ thái tiếp đó chính là cỏ voi. Đối với cỏ voi thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thái được một bó cỏ voi như thế này. Quý vị và các bạn có thể thấy là Ngọc Lan cầm một bó vừa với tay của Ngọc Lan thôi. Nhưng với quý vị và các bạn nào có bàn tay lớn hơn, hoặc là những anh nào có thể thái được những bó bự hơn nha. Tại vì kích thước của chúng ta miệng nạp lên với là 19-20cm, thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm. Ngọc Lan vừa mới test cho quý vị và các bạn, đó chính là máy thái chuối đa năng Takeo TK1800, được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Và trước mặt quý vị và các bạn đây, đó chính là thành phẩm mà Ngọc Lan vừa mới thái ra. Đó chính là lục bình này, thêm vào đó là cỏ voi và cả thân cây ngô nữa. Mời quý vị và các bạn hãy cùng quan sát nhé. Đây chính là cỏ voi mà Ngọc Lan vừa mới thái ra được từ máy Takeo TK1800. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thấy là với lá mỏng thì máy của chúng ta sẽ thái lát bự hơn. Còn với thân cây ngô cũng như là thân cây cỏ voi thì thái được rất đều nhau. Thêm vào đó là đó chính là lục bình. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được lục bình của chúng ta được thái ra rất là mịn và đẹp này. Vừa rồi Ngọc Lan vừa mới giới thiệu cho quý vị và các bạn cũng như là test máy về máy Takeo TK1800. Hy vọng rằng với máy Takeo TK1800 ở chế độ đóng nắp hay là chế độ mở nắp đều hữu ích cho quý vị và các bạn, cho các hộ gia đình chăn nuôi vừa và nhỏ, chăn nuôi dê, bò hay thậm chí là cả chăn nuôi cá của gia đình mình nữa nhé. Và với máy Takeo TK1800, hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo đang có chương trình bảo hành lên đến là 18 tháng. Đồng thời là motor sẽ được một đổi một trong vòng 12 tháng nếu như có lỗi là lỗi của nhà sản xuất nhé. Và còn chần chờ gì nữa mà không nhấc ngay số điện thoại lên, điện cho chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình hoặc là website của Ngọc Lan ở đây để có thể tư vấn nhiệt tình hơn cho quý vị và các bạn ở đây nhé.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Ngọc Lan tới giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.